Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 28 tháng 3 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 2. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 8, 4. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7854, 8337, 4479. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5375. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 14831, 89195, 67994, 55114, 48845, 27595, 81839. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 09276, 02043. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 54862. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 26119. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 037048. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 037048.